Cùng trú tại phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tiêu cực, góp phần thực hiện tốt chính sách lao động người có công và xã hội. Điều 2, tiền thưởng thực hiện theo quy định được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Tiến Lãng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng Đào Xuân Đa Quý. Quyết định thứ hai, quyết định điều 1 tặng bằng khen cho ông Nguyễn Công Uẩn, sinh năm 1937, cư trú tại thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tiêu cực, góp phần thực hiện tốt chính sách lao động người có công và xã hội. Điều 2, tiền thưởng thực hiện theo quy định được trích từ quỹ thi đua khen thưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và ông Nguyễn Công Uẩn theo trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đăng ký. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội trân trọng trao bằng khen của Bộ ghi nhận cái thành tích và cái đóng góp xuất sắc của bác Nguyễn Tiến Lãng và bác Nguyễn Công Uẩn trong cái việc đấu tranh chống tiêu cực và góp phần thực hiện chính sách của Đảng nhà nước trong lĩnh vực lao động, việc làm và người có công. Thưa công chí, từ cái thông tin cũng như cái tiếp xúc cử tri cũng như gặp gỡ phản ánh của hai bác Lãng và bác Uẩn, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã giao cho Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra và xác minh một số trường hợp mà theo tố cáo cũng như là báo cáo của hai bác là có trục lợi chính sách trên địa bàn, và kết quả thanh tra cũng đã cho thấy cái kết quả rất rõ rệt là trong số người hưởng chính sách có một bộ phận có những người đã lợi dụng và trục lợi chính sách. Và từ kết quả đó cũng như phản ánh của các cơ quan chức năng của các địa phương và đặc biệt là sự tham góp của các cơ quan thông tấn báo chí, Bộ cũng đã phối hợp trực tiếp với quân đội tiến hành thanh tra, kiểm tra và xác minh ở một số cái địa bàn khác nhau. Và qua đó cũng đã phát hiện và xử lý nghiêm minh một bộ phận trục lợi chính sách. Với phần tử sống làm giả thống nhất tổ quốc, 42 năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Kính thưa các vị đại biểu, từ những đơn tố cáo của chúng tôi, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã vào cuộc thanh kiểm tra 17 xã, 1 thị trấn ở huyện Thuận Thành, đã cắt dừng trợ cấp 260 thương binh giả. Nhân gia toàn tỉnh và quân khu 1 đã dừng trợ cấp 2.745 thương binh giả, thu về ngân sách nhà nước trên 150 tỷ đồng. Cũng đi giám định trình bày bị thương, tiền vào là sẽ không được, coi thường pháp luật thì kẻ giả diệt hết tận gốc, gian tả tham ô, toàn dân cả nước hoan hô cùng nhau. Chúng tôi tham gia phòng chống tham nhũng không vì mục đích để nhận bằng khen hay lấy khen thưởng. Đây là trách nhiệm của một công dân. Thế và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ nói là một công dân tốt gấp trăm lần cán bộ xấu. Tôi phấn bất đấu bằng được trở thành một công dân tốt, và hôm nay đã được trở thành công dân tốt, hoàn thành mấy xã hội, hoàn thành cái nghĩa vụ đối với đời, vô cùng phấn khởi. Và hôm nay thì mới thật sự là tin được là
cái nó khen thưởng phòng chống tham nhũng.